3 món siêu nhanh và siêu dễ với khoai lang tím. Hi, xin chào các bạn, mình là Quỳnh muốn ăn ngon. Dạo này các bạn có khỏe không? Cái món mà các bạn vừa xem là bánh bèo, bánh bò. Còn đây sẽ là cách mà các bạn làm được bột khoai lang tím. Siêu dễ luôn bởi vì mình lười mà các bạn. Cái bột này thì có thể làm được rất là nhiều món. Nó cũng là một cái loại tạo màu an toàn. Và cái món mà mình thấy cực kỳ dễ đấy là bánh phu thê. Trời ơi, lúc mà mình làm xong mình bị giật mình, không nghĩ là nó dễ được như bánh vậy đâu. Bánh phu thê không? Này, núng nính, đáng yêu thật sự luôn ý. Trời ơi, tím lịm tím xim, nhưng mà phải có cách để cho nó ra được màu tím nha, nếu không sẽ bị xanh đấy. Món đầu tiên là bánh bò khoai lang tím, và là làm từ cơm nguội nha các bạn ơi. Không biết các bạn sao chứ mình thì không quen với cái việc cắm cơm bằng việc là đo đốt ngón tay đâu, mà mình sẽ ghé cái nồi như này này. Nói chung là ghé nhiều rồi thì quen. Mà cái gạo nhà mình là theo tỷ lệ FA 1:1 đấy mà. Ngày hôm nay thì mình nấu cơm cùng với khoai lang tím. Cứ cắm cơm như bình thường, nó sẽ tự chín tự mềm mà cái cơm lại ngọt ngọt thơm thơm. Để làm bánh bò thì mình cần một bát con cơm nguội, 30ml nước cốt dừa và 30ml nước lọc, 2 muỗng đường và 2 muỗng bột năng. Sau đó thì mình sẽ xay cho nhuyễn lên. Tiếp theo là cái hỗn hợp đặc sành thế này thì mình cho khoảng 0,5g men nở và mình sẽ trộn đều nó lên. Mình sẽ bọc nó lại cho đến khi mà nó nở gấp đôi là được. Mình sẽ dùng cái khuôn này, mình sẽ múc và đổ vào khoảng 3/4 khuôn thôi, nếu không á cái lúc mà mình hấp nó sẽ bị tràn. Mình sẽ hấp chín đến khi nào mà các bạn thấy cái màu của nó trong lại thế này là được rồi. Mình dùng bột khoai lang tím để rắc lên mặt bánh thì nó sẽ vừa thơm hơn mà kiểu ăn nó cũng sẽ ngon hơn các bạn ạ. Bánh bò của mình không chắc là có chuẩn hay không, bởi vì mình vốn là người miền Bắc và quê mình không có món này, đây là món mình đi học thôi. Nên là nếu mà quê bạn làm bánh bò không giống thế này ấy, thì comment bên dưới cho mình biết với nha, mình sẽ học hỏi được từ các bạn rất nhiều. Mình trang trí lên bên trên là rau mầm. Ừ, đây là cái rau mà mình mới trồng được dạo gần đây, nhờ có cái đợt Covid này mà mình đi trồng rau mầm các bạn ạ. Cái vị của bánh thì không hề bị hăng mùi men nở, mà kiểu nó lại còn ngọt ngọt, thơm thơm nước cốt dừa. Nhưng mà nói chung là hôm nào có thời gian thì mình sẽ làm lại món này, chứ còn hôm nào mà bận thì chắc là thôi. Đây, bây giờ là câu hỏi của các bạn là làm thế nào để làm được bột khoai lang tím. Mình học được cái này thôi, nhưng mà mình nhận ra là cách này rất là dễ luôn ý. Khoai lang tím thì mình đã hấp rồi, mình hấp trong nồi cơm điện, giống như là lúc mình nấu cơm ấy. Và bây giờ thì mình sẽ bỏ ra giấy nến và mình sẽ nghiền nhuyễn, mình sẽ cán mỏng nó ra. Vì để cả một cái cục như vậy á mà đòi đi sấy khô thì rất là tốn thời gian, nhưng mà mình cán mỏng ra sẽ rút gọn được cái thời gian của mình. Đây, mình đang cán mỏng nó ra như thế này rồi. Và mình sẽ mang ra ngoài nắng phơi. Mình để trên cái ghế mang ra ban công nha. Ban công mới mưa nên là nhiều đất ghê. Mình thì mình dùng một cái quạt sưởi mùa đông ấy, để sấy cái này nó nhanh hơn. Mất khoảng 1 tiếng thôi là nó đã khô như này rồi. Sau đó thì mình mang đi nghiền nhuyễn. Mình sử dụng một cái cối nghiền á. Và cái máy xay này không phải là máy xay đắt tiền đâu, máy xay bình thường sinh viên thôi. Và đây, nó đã xay nhuyễn được như thế này rồi. Nhìn cái màu tím lịm tím xim này có cưng không cơ chứ. Món thứ 3, bánh phu thê khoai lang tím. Món thứ 3, bánh phu thê hay là bánh su xê. Ôi dồi ôi, trông vậy thôi mà nó dễ dã man luôn các bạn ạ. Phần nhân thì mình dùng một củ khoai, thêm một thìa đường cho nó ngọt ngọt một xíu. Sau đó thì mình nghiền nhuyễn ra. Nó chín rồi mà, nên là nghiền nhuyễn rất là nhanh. Sau đó ấy, thì mình sẽ nặn nó thành những cái viên tròn tròn. Làm ra 5 cái bánh ấy, thì mình cần khoảng 50g bột năng. Bột năng nha các bạn, 150g nước, khoảng 2 thìa đường thôi, đừng có quá nhiều, nó sẽ bị ngọt ấy. Và cho thêm khoảng 30ml nước cốt dừa, nó sẽ thơm hơn. À, mình dùng cả cái bột khoai lang tím mà mình vừa làm xong. Mình rây qua nha để loại bỏ những cái bột khoai mà nó còn to mà mình chưa xay được ấy.
Các bạn để ý cái màu này, nước nhà mình sẽ làm biến đổi màu của khoai lang. Vì vậy nên là nếu như mình chỉ dùng cái bột khoai lang này ấy, thì cái bánh của mình nó sẽ ra cái màu xanh. Mình dùng thêm một lát khoai lang và mình sẽ mang cái chảo này lên bếp đến khi mà hỗn hợp nó sánh lại, nó đặc lại thế này là được. Nhớ là phải quét dầu ăn vào khuôn nha, nếu không thì bánh của mình nó dính dã man luôn ý. Bao tay của các bạn thì cũng phải dùng cũng phải chống dính bằng dầu ăn thì mình sẽ có thể lấy ra được cái viên bột bột năng lúc nãy ấy, nó rất là dễ dàng. Nhớ bỏ vào giữa là một cái viên nhân. Sau đó thì mình lấy thêm một lát bột năng nữa và đặt lên bên trên, ấn nó nhẹ. Trời ơi, chồng có đáng yêu không cơ chứ? Đây là cái miếng của chúng mình. Mình sẽ hấp đến khi nào mà bánh của mình nó trong lại là được. Sau khi mà bánh trong lại thế này rồi và nó nguội bớt ấy, thì mình sẽ dùng cái màng bọc thực phẩm và mình sẽ cuộn bánh lại. Mình không còn mè thế nên là mình đang dùng bột hạnh nhân, mấy lát hạnh nhân. Các bạn dùng mè thì sẽ ngon hơn và đúng vị hơn nha. Hà Nội của chúng mình cũng không ra ngoài được nên thôi các bạn thông cảm cho mình nha. Đây là bánh của mình. Mình đã chạy ra ngoài nắng cho các bạn xem. Bánh này núng nính. Em ơi, ngon thật sự luôn ý. Mời các bạn cùng thử với mình nha. Trời ơi, cái vỏ bên ngoài mềm thơm. Cái phần nhân bên trong thì mình không cần phải xên đâu, mà nó sẽ rất là mềm thơm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Mong là nhận được like và subscribe từ các bạn. Và video sau mong rằng chúng ta có thể nói nhiều hơn về rau mầm nha.